Mặc dù hàng Trung Quốc vẫn đang chiếm thị phần lớn hơn trong các kênh phân phối tại thị trường Việt Nam, nhưng các nhà bán lẻ trong nước vẫn không khỏi giật mình trước sự gia nhập ngày càng bài bản của các đại gia hàng Thái. Phóng sự sau sẽ phản ánh phần nào những ưu và nhược điểm của hàng Thái so với hàng Việt, qua đó trả lời câu hỏi vì sao hàng tiêu dùng Thái Lan có nguy cơ lấn sân hàng Việt ngay trên sân nhà. 28.800 đồng là giá một chiếc chậu nhựa xuất xứ Thái Lan. Còn với chiếc chậu nhựa tương tự Made in Việt Nam, giá là 13.600 đồng. Tức là với cùng số tiền để mua một chiếc chậu nhựa Thái, người tiêu dùng có thể mua hai chiếc của Việt Nam. Đắt hơn, mà một số người tiêu dùng vẫn không ngại ngần lựa chọn sản phẩm Thái Lan. Họ có lý do của mình. Chắc là mình hay chọn Thái Lan hơn, bởi nó bền hơn và nhìn nó cũng đẹp hơn. Mẫu mã này nó cũng đẹp hơn. Còn hàng Việt Nam mình thì nhựa nó không có vẻ là không đẹp như cái này, nhìn thẩm mỹ đã không đẹp bằng của Thái Lan rồi. Nếu mà chất lượng của hàng Việt mà được tăng lên thì chắc chắn là người tiêu dùng sẽ dùng hàng Việt Nam thôi. Người tiêu dùng thích hàng Thái, siêu thị cũng phải tính đến việc đa dạng sản phẩm để giữ thị phần. Kết quả là cho dù hàng Việt Nam chiếm trên 90% cơ cấu sản phẩm bày bán, thì sản phẩm tiêu dùng ngoại, trong đó có hàng Thái, vẫn có lý do để xuất hiện, dù là một tỷ lệ rất nhỏ. Hiện tại thì chúng tôi chưa có điều tra chính thức, tuy nhiên là tỷ lệ thì chúng chiếm khoảng dưới 1%. Từ cửa hàng, rồi siêu thị, xu hướng hàng Thái lâu dần lan ra cả chợ dân sinh. Bà Nguyễn Thị Hải kinh doanh tại chợ đã nhiều năm nay. Dù ghi nhận, sản phẩm nhựa được bày bán tại chợ chủ yếu là nhựa có xuất xứ từ Trung Quốc, Việt Nam vì ưu điểm giá rẻ. Nhưng đấy là chuyện buôn bán. Còn thực tế, bà cũng thử mua về nhà dùng một vài sản phẩm đồ Thái. Thế là hàng Thái thì chất lượng của nó là tốt hơn là hàng Việt Nam rồi. Thế nhưng có cái là mẫu mã thì đẹp, nhưng có cái là tiền thì nó cao hơn. Nói chung là hàng này thì chất lượng cũng được, mà dùng thì cũng tốt. Nên là vừa tiền. Hàng chục năm trở lại đây, hàng tiêu dùng Thái Lan đã ngập tràn tại các khu đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh như thế này. Và nỗi lo về việc hàng Thái lấn sân hàng Việt càng trở nên rõ nét khi mà các hệ thống bán lẻ Thái Lan bắt đầu tấn công thị trường Việt Nam. Mà việc BJC mua lại tập đoàn Metro được mua bởi một đại gia bán lẻ Thái Lan BJC là một ví dụ. Sự rút lui của một đại gia bán lẻ như Metro hay sự gia nhập của một nhà phân phối mới đến từ Thái Lan thực tế cũng đã đặt ra nhiều vấn đề cho ngành bán lẻ trong nước. Qua thương vụ mua bán trị giá gần 900 triệu đô la Mỹ mà nhiều người đánh giá là Metro đã thu lợi lớn so với con số đầu tư ban đầu vào thị trường Việt Nam, thì các chuyên gia cho rằng Việt Nam cũng cần nhìn lại chính sách cũng như những ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực này dành cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh các cam kết cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đang chuẩn bị được ký kết và có hiệu lực. 4 năm có mặt tại phía Bắc, chuỗi siêu thị này mới chỉ mở được 2 cơ sở tại Hà Nội. Lý do thì có nhiều, nhưng 2 yếu tố làm doanh nghiệp đau đầu nhất chính là chi phí thuê mặt bằng đắt đỏ và thông tin về quy hoạch siêu thị, trung tâm thương mại từ chính quyền. Khi chúng tôi tìm kiếm những mặt bằng phù hợp với loại hình kinh doanh siêu thị của Co-op thì gặp khá nhiều khó khăn. Thứ nhất là những địa điểm thuận lợi cho việc mở rộng. Cái thứ hai là quy hoạch cũng chưa nhận được một những cái quy hoạch rõ ràng để chúng tôi có thể là tìm hiểu và đầu tư. Và cái thứ ba là chúng tôi tìm kiếm những đối tác có thể tin cậy để mà làm. Thì trong quá trình tìm hiểu thì chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn khi đối tác cũng chưa đạt được những yêu cầu về mặt tài chính cũng như là về quỹ đất cũng như là các điều kiện hợp tác khác. Ông Phạm Đình Đoàn, đại diện một doanh nghiệp trong ngành bán lẻ cho rằng, thiếu chiến lược khi Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế thế giới là nguyên nhân chính khiến đa số các doanh nghiệp bán lẻ trong ngành khó mà cạnh tranh được với các nhà bán lẻ ngoại. Mà khi không cạnh tranh được, áp lực bị thâu tóm là không thể tránh khỏi. Cái nguyên tắc của kinh doanh của cái siêu thị thì là người ta phải mua rẻ và bán rẻ. Thế những cái tập đoàn lớn chẳng hạn như là Metro hay Aeon hoặc là Lotte thì người ta có cái mạng lưới toàn cầu. Do vậy là cái việc mà đàm phán với các nhà cung cấp để mua được giá rẻ là người ta có khả năng đàm phán được. Thì khi người ta mua giá rẻ đấy thì người ta có thể bán được rẻ hơn. Và chính cái lợi thế đấy thì nó đem lại cái sự cạnh tranh rất lớn cho các doanh nghiệp nước ngoài. Thế thì nếu mà mình nhìn về cái sự cạnh tranh này thì mình phải nhìn ở góc độ là cái doanh nghiệp đấy mạng lưới trên toàn cầu của ta. Và so với các doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta có thể là số 1 hay là số 2, số 3 ở Việt Nam. Nhưng nếu mà xem cả khu vực và trên toàn cầu thì chúng ta lại rất là nhỏ,
rất là nhỏ so với các doanh nghiệp lớn. Do vậy chính cái điều đấy thì chắc chắn trong tương lai là chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn. Thời điểm Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN cũng như ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương đang cận kề, hàng rào thuế quan được dỡ bỏ thì mọi biện pháp tự vệ gần như sẽ không thể áp dụng. Một chiến lược có tầm nhìn hơn để hỗ trợ ngành bán lẻ cũng như doanh nghiệp sản xuất cũng cần được đề ra. Ta chỉ làm những việc mà WTO không cấm. Ví dụ như chúng ta hỗ trợ về xúc tiến thương mại, hỗ trợ về nghiên cứu khoa học, hỗ trợ về liên kết giữa sản xuất và phân phối, giữa sản xuất và sản xuất, hỗ trợ sự tạo sự sức mạnh của cộng đồng Việt Nam thì chúng ta có quyền làm. Thì tất cả những cái đó phải làm, mà tôi cho này, phải làm nhanh, phải có nhạc trưởng chỉ huy vấn đề này cho rõ ràng. Đã từng có một thời gian, chúng ta cho rằng gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, ngành bán lẻ Việt Nam đã thành công khi xây dựng được những tên tuổi trên thị trường cùng với các nhà bán lẻ ngoại. Thế nhưng, sự thành công ấy không phải là mãi mãi vì áp lực hội nhập ngày càng lớn, trong khi sức khỏe của doanh nghiệp Việt Nam ngày càng suy giảm. Còn trong phân phối, Việt Nam vẫn chưa có được những nhà bán lẻ mang tầm quốc tế. Trong cuộc chiến cạnh tranh với hàng Trung Quốc hay sắp tới là hàng Thái, một lần nữa thì cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được triển khai trong 5 năm qua lại được mang ra bàn thảo. Cuộc vận động này phần nào đó đã tạo ra nhiều cơ hội cho hàng Việt vươn lên, qua đó người Việt cũng đã đến với hàng Việt nhiều hơn. Tuy nhiên trong luật chơi của thị trường thì người tiêu dùng chắc chắn sẽ không thể mãi ưu tiên hàng Việt nếu chỉ dựa vào tình cảm và thiếu đi những yếu tố mang tính cạnh tranh. Vì vậy hàng Việt cần phải nhanh chóng cải thiện những điểm yếu của mình để người tiêu dùng đến với hàng Việt không chỉ bằng trái tim. Chất liệu tốt, đường may chắc chắn và rất nhiều yếu tố kỹ thuật gia công khác cho sản phẩm may Việt tạo được niềm tin vào chất lượng ở nơi khách hàng. Tuy nhiên, mẫu mã sản phẩm may Việt dù đã rất được cải thiện vẫn khiến nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là phái nữ, thấy chưa thực sự thỏa mãn. Nếu mà các doanh nghiệp Việt Nam mà thúc đẩy cái việc chú ý đến design, thì mẫu mã sản phẩm thì sản phẩm Việt Nam sẽ luôn được ủng hộ nhiều hơn so với sản phẩm của các nước. Không chỉ hàng may mặc, nhiều loại hàng hóa tiêu dùng made in Việt Nam khác cũng đang cần phải biến những yếu điểm về mẫu mã, giá cả, chất lượng thành thế mạnh trong cuộc cạnh tranh sống còn trên thương trường. Ngành sản xuất các nước Hàn Quốc, Thái Lan hay Trung Quốc cũng đang thành công trên khắp thế giới nhờ những thế mạnh đó. Người Việt Nam chúng ta sẽ yêu thích, sẽ ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Chắc chắn là không chỉ là do tinh thần yêu nước, không phải là chỉ do cái tác động của vận động, mà còn do đích thực là hàng Việt xứng đáng để được cái sự tin yêu ấy của người tiêu dùng. Và vì vậy thì chúng tôi mong muốn là đối với các nhà sản xuất thì sẽ đưa ra được những cái sản phẩm mà đáp ứng được yêu cầu của thị trường, đáp ứng được cái yêu cầu ngày càng đa dạng, ngày càng cao của người tiêu dùng, cũng như là chia sẻ với người tiêu dùng những cái khó khăn hiện nay để có thể có cái mức giá thích hợp và tốt nhất. Với trái tim yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, người tiêu dùng đang đặt kỳ vọng và tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt vươn lên góp phần xây dựng đất nước vững mạnh. Đáp lại tình yêu ấy, kỳ vọng ấy, doanh nghiệp Việt càng cần nỗ lực hơn nữa để người tiêu dùng đến với hàng Việt không chỉ bằng trái tim.